Dạ vâng, thân ái chào Toán Ngộ các bạn. Khải một lần nữa đang ở tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Hồi nãy Khải có làm một cái clip ngắn nói là về treo cờ rủ, là tại vì theo lệnh của liên bang, Tổng thống Joe Biden yêu cầu là mọi người treo cờ rủ ở những nơi công sở để tưởng niệm những nạn nhân đã bị thảm sát ở Texas. Thì đúng ra là ngày 11 là đã không cần phải rủ cờ nữa, nhưng mà có lẽ vì một số những cuộc thảm sát khác đã vẫn xảy ra, thành ra Khải thấy là người ta ở Hoa Kỳ vẫn tiếp tục treo cờ rủ. Thì kính thưa quý vị, giống như hồi nãy trong cái mà cái phần clip ngắn của Khải đó, Khải có nói về vấn đề là như vậy thì chứng tỏ cho chúng ta thấy là cái ác là có thật, tức là những kẻ thù ác, những tên sát nhân, những tên đồ tể, những thủ phạm gây án, là nếu mà ngoài vấn đề bị tâm thần thì có thể là giống như thời xa xưa thì có những cái quan niệm cho rằng những kẻ này là ác quỷ, con cháu của ma vương quỷ sứ gì đó, đại khái như vậy. Tức là những thành phần coi như là thuộc về gọi là thú đội lốt người, những về nó gọi là đơn tà đạo ma quái. Thì cái đó nó muốn cho Khải nghĩ đến cái chủ đề hôm nay, là nói về cái mà trong mà một vài năm trước Khải cũng có ra ngoài đây, Khải cũng có nói về vấn đề gọi là cuộc chiến giữa thiện và ác, chính tà bất lưỡng lập. Thì kính thưa quý vị, ý Khải muốn nói đây á, là Khải thấy là cái văn hóa Việt Nam mình đó thì có rất nhiều những cái câu thành ngữ, tục ngữ, những câu châm ngôn, danh ngôn của thế giới. Thì giả dụ hay nói những cái gọi là lùi một bước trời cao đất rộng, đó là trong phim Tàu của người Hoa. Hoặc là người Việt thì một câu nhịn chín câu lành, đại khái như vậy. Hoặc là tiếng Anh thì họ nói là do not judge, tức là nếu mà những người theo đạo Thiên Chúa giáo đó thì cũng có hay nói là chỉ có Chúa mới có thể phán xét được nhân loại tha nhân thôi. Ý nói là người chúng ta thì không ai mà gọi là hoàn hảo, không ai mà toàn thiện, thành ra mình tránh đừng có đi gọi là lên án, phê phán những kẻ khác. Nhưng mà kính thưa quý vị, tiếng Việt cũng có cái câu là nói đi thì phải nói lại. Tiếng Anh thì nó có một cái từ gọi là appropriation, tức là thích hợp, tùy hoàn cảnh. Đó, đại khái là nói đi thì phải nói lại, hoặc là việc nào ra việc đó. Thành ra ý Khải muốn nói đây là nếu mà mình nhìn vấn đề ở một cái góc độ nào đó, ở một cái khía cạnh nào đó, thì cái quan niệm mà nói là dĩ hòa vi quý, đừng có gây sóng gió, đừng có gây rối loạn, đừng có tạo nên xào xáo, thì ở một cái chừng mực nào đó thì cái lối suy nghĩ, cái quan niệm nó hoàn toàn đúng đắn. Khải hoàn toàn hiểu và Khải hoàn toàn ủng hộ và rất mong muốn có thể mà sống đi theo cái con đường đó, cái lối hành xử như vậy, cái lối sống như vậy. Nhưng mà ngược lại, kính thưa quý vị, giống như quý vị thấy Khải đang đội cái nón đúng không ạ? Thì bên đây, gần đây Khải hay dùng từ là đội nón. Có nghĩa là giống như nãy Khải dùng là appropriate, là thích hợp. Thích hợp đây có nghĩa là tùy hoàn cảnh, tùy điều kiện, môi trường, situation, bối cảnh, hoàn cảnh cụ thể. Thành ra mình phải hiểu mình đội cái nón là tùy người, tùy việc, tùy lúc, tùy thời, chứ không phải là lúc nào cũng là hành xử sống theo đúng một cái cư xử, đúng theo một cái phương châm như vậy, thì đôi lúc nó không thích hợp.
Giống như hôm qua Khải có xem cái clip thì thấy anh Mai Vũng Tàu anh có nói đúng, anh nói là một người có văn hóa nhã nhặn lịch thiệp, gọi là nhún nhường khiêm cung, lễ độ hoặc là tinh tế đồ này kia đó, thì có thể đó là mình đối xử, mình cư xử đối với gia đình, đối với bạn bè, đối với người thân, đối với hàng xóm, đối với đồng nghiệp, đối với những người lịch sự, đối với những người đàng hoàng. Nhưng mà nếu mình đã ra trận, mình giáp mặt kẻ thù thì không thể nào nói anh phải lễ độ, anh phải nho nhã, anh phải lịch sự, anh phải hiền lành. Bởi vậy là cũng phải tùy vào hoàn cảnh thì nó mới gọi là thích hợp, nó mới là đúng đắn. Thì trở lại cái khi mà Khải nói cái có hai cái vấn đề mà Khải muốn nói đây. Cái đề tài đầu tiên là chính tà, kính thưa quý vị. Thì bởi vậy Khải mới nói đó là bây giờ đổi cái nón để mà đưa cái ví dụ là mình là cha mẹ, hoặc là trong một cái nhóm bạn bè với nhau, trong một cái câu lạc bộ với nhau, trong một cái cộng đồng. Thì nếu mà giữa Khải sẵn lỡ nhắc tên ông Mai Vũng Tàu rồi thì đưa ra làm ví dụ luôn, xin lỗi. Giả dụ Khải thì thích ăn phở, ông Mai Vũng Tàu cũng thích ăn cơm, mà bây giờ hai người mà đi cãi nhau nói là phở là thích hợp hơn, ngon hơn, bổ hơn, hay là làm người thì phải ăn phở, hay là làm người Việt Nam thì phải ăn cơm, thì cái đó là giữa chuyện giữa Khải với ông Mai Vũng Tàu. Nếu mà hai đứa mà cứ hai người mà cứ cãi nhau rồi gân cổ lên, phùng má lên, rồi lớn giọng, rồi nhất định tranh là người nào cũng đòi là mình có lý hơn, mình đúng hơn, thì kính thưa quý vị, lúc đó thì cái người mà đứng giữa bạn bè, người nhà, cha mẹ, cộng đồng có quyền nói là thôi tụi bay câm đi, tụi bay im đi, dĩ hòa vi quý, một câu nhịn chín câu lành, anh em bạn bè đồng hương với nhau, cãi cái gì, cãi thì được cái gì, thắng thua để mà làm gì. Đúng, cái đó là mình nên áp dụng cái phương châm là dĩ hòa vi quý. Thôi stop, không có tranh cãi nữa, thôi mỗi đứa, rồi đứa nào thích ăn phở đi ăn phở, đứa nào thích ăn cơm về nấu cơm, không có cãi nhau, không có, tao không có giải quyết, tao không có can thiệp. Thì đúng, kính thưa quý vị, bởi vậy nó mới đưa Khải đến cái vấn đề. Khải nói nhưng mà mình phải hiểu có hai cái vấn đề. Cái vấn đề là chính tà, có nghĩa là nếu mà bây giờ mà nó chỉ là cái vấn đề mà tranh thắng, mà nó gọi là frivolous, là cái chuyện tào lao, không đâu ra đâu hết, irrelevant, không có ảnh hưởng gì đến xã hội, không có liên can gì đến xã hội, không có ảnh hưởng gì đến ai hết. Trừ trường hợp mà giả dụ bây giờ cả nhóm muốn đi ăn, mà Khải nhất định đòi đi ăn nhà hàng B, ông Mai Vũng Tàu nhất định phải đòi đi ăn nhà hàng C, thì bây giờ không lẽ anh em đâu có một lúc mà ăn hai nhà hàng được, thì cái nhóm chung đã là chơi chung nhóm với nhau thì phải quyết định bây giờ là làm sao, nên đi đâu, thì lúc đó mới cần phải có cái sự ngồi lại quyết định. Hoặc là nói thôi bây giờ anh Khải anh như vậy, chúng tôi thấy bữa nay nên đi với anh Mai đi chỗ này, rồi mai mốt lần tới sẽ nếu mà anh đãi thì chúng tôi đi ăn chỗ kia. Phải nói ví dụ như vậy, thì thà là gặp những cái tình trạng mà bắt buộc phải có cái sự lựa chọn quyết định thì đúng, thì đồng hương, cộng đồng, đồng nghiệp, anh em, bạn bè, gia đình phải ngồi lại để quyết định thì đúng. Nhưng mà ngược lại, giả dụ cái chuyện mà bây giờ thằng Khải nó đòi ăn cơm thì mày đi ăn cơm đi, ông Mai đòi đi ăn phở thì anh đi ăn phở đi, chứ không ảnh hưởng gì đến chúng tôi, thì cái chuyện đó là chuyện khác. Cái đó là Khải muốn nói là tùy trường hợp, tùy cái hoàn cảnh nó đòi hỏi mình có phải, nó ảnh hưởng đến cộng đồng hay không, ảnh hưởng đến mình hay không, mình có cần phải tham gia gọi là tranh luận để mà đứng ra điều đình hay là phán xét hay là ủng hộ hay là chống đối hay không. Ok, thì giả dụ trở lại cái chuyện hội đồng thành phố với những người như Khải với anh Mai Vũng Tàu, mà khi mà lên án Nam Quan đó, thì ý Khải tới đây, kính thưa quý vị, nó rơi vào cái tình trạng mà đối với Khải nó là chính với tà. Có nghĩa là như vậy, có nghĩa là giả dụ bây giờ cứ cho là Khải ăn cắp tiền của ông Mai Vũng Tàu đi,
Thì bây giờ ông Mai Vũng Tàu ông ra ông tố cáo Khải, ông nói anh em Khải Đào mới ăn cắp của tôi, mới lấy cắp của tôi cái máy quay phim. Thì cái vấn đề đó nó không còn là cái vấn đề gọi là bất đồng chính kiến, bất đồng quan điểm, hoặc là chỉ là cãi nhau vô tội vạ chuyện tào lao nữa, mà nó là vấn đề thiện ác, đúng sai, và có phạm tội hay không, có cần phải bị kỷ luật, bị lên án hay không. Các bạn nhớ nha, ý Khải nói đây đúng sai đây đó. Một lần nữa, khi mà hồi nhỏ Khải rất ham cãi lộn, gọi là tranh luận. Có thể là hồi đó mình còn bồng bột, háo thắng, mình còn mông muội sân si, thì mình rất muốn là tranh, thảo luận, tranh luận cho đến nơi đến chốn, gọi là tranh thắng đó. Thì đúng, những người mà trưởng thành hơn, người ta gọi là lên một cái cảnh giới cao hơn, người ta có hiểu biết hơn, thì người ta cảm thấy những cái chuyện mà tranh cãi như vậy nó vô bổ, nó không đi đến đâu hết. Giống như Khải nói bây giờ mày thích ăn phở, người ta thích ăn mì, mà mày cứ nhất định mày ngồi mày cãi là phải ăn phở, phở nó như vậy, nó như kia, còn mì là nọ. Thì đối với những người có hiểu biết, người ta thấy Khải là thằng tào lao, mày đi suốt ngày đi cãi lộn tranh thắng sân si. Thì đúng, lúc đó thì quý vị có thể nói là ồ thôi dẹp đi, không có cãi nhau nữa, đừng có sân si, đừng có tào lao, đừng có hơn thua, đừng có tranh thắng. Nhưng khi mà Khải nói nếu mà có một người phạm tội, đúng ạ, dạ dù bây giờ xe Khải, mà bây giờ Khải nói có cái thằng đó nó mới đập kính xe tôi, thì quý vị, một là quý vị nói Khải à, anh là thằng đặc điều bịa chuyện, anh vu khống người khác, thứ nhất là anh đã sai, chuyện đó không hề xảy ra, nếu vậy anh là người xấu. Và như vậy quý vị cũng phải để ý Khải chứ, nếu mà Khải đi vu oan cho người khác đập kính xe của Khải. Còn không là quý vị phải nói là ô cái thằng đó, tại sao anh chị hay là mày đập xe kiến xe của Khải Đào thì mày phải bồi thường. Có nghĩa là xã hội nó cần phải có như vậy, cần phải có pháp luật, cần phải có khuôn khổ quy định để mà trừng trị, để mà xử trí, đúng không ạ, những sai phạm, những tội ác. Thì trở lại vấn đề, Khải nói mình phải phân biệt được giữa cái chuyện gọi là tào lao vô bổ, một cái chuyện tranh cãi gọi là sân si, cái chuyện mà cá nhân không có gì hết, còn cái chuyện khi mà đã có tội ác, đã có đúng sai, thì mình có trách nhiệm phải tìm ra cái tìm hiểu sự việc để biết rút ráo cái đấy của vấn đề, bản chất của sự việc, chân tướng của sự việc, để mà mình gọi là xử lý đó. Tức là mình gọi là mình phải, nó gọi là gì ha, không phải là ân đền oán trả, mà coi như là hồi xưa có chuyện Trượng Kim Dung có cái là thượng thiện phạt ác, đúng không ạ? Có nghĩa là cái người nào có công thì phải được vinh danh, phải được thưởng, còn các kẻ mà có tội gây ác thì phải bị kỷ luật, phải bị trừng trị, chứ không thể nào nhập nhằn sụp xí sụp ngầu là thiện ác giống nhau, nói thôi 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 bây dẹp đi thôi, không không cãi không tranh nữa. Bây giờ trở lại vấn đề, nếu mà cụ thể hơn thì chúng ta phải hiểu là trong vấn đề mà tranh cử, trong mùa bầu cử thì có đảng này đảng kia, cụ thể là Dân Chủ Cộng Hòa, hoặc là phe Trần Thái Văn, phe Trần Ánh Nguyễn, phe Kimberly Hồ. Thì đúng, trong lúc vận động tranh cử, lúc đó là đội cái nón, là đội cái nón là phe ủng hộ, nó gọi là cổ động viên, phe ủng hộ. Thì đúng, tức là trong cái lúc mà người ta vận động cho nhau thì người ta phải ca tụng con gà của mình, lăng xê con gà của mình, và là đánh bóng bản thân của mình hoặc là ứng cử viên phe mình, và đương nhiên là phải tìm cách dìm hàng bên kia. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái đó là một cái game, phải nói đó là nó thuộc về trong một cái tình huống rất là cụ thể. Giống như như bây giờ như vậy, kính thưa quý vị, giả dụ bây giờ hai cha con chơi cờ tướng với nhau, thì trong lúc ngồi xuống chơi cờ tướng, hoặc là hai cha con đá banh với nhau cũng vậy, hoặc là chơi bóng bàn với nhau cũng vậy, nếu mà hai anh em mà đá banh với nhau, chơi bóng bàn, chơi thể thao với nhau,
chơi cờ tướng với nhau, mà vì thằng em sợ thằng anh lúc nào cũng nhường, lúc nào cũng phải kính sợ, lúc nào cũng phải lễ độ hết, thì đâu còn cái game nữa, nó đâu còn hào hứng, đâu có còn sôi nổi nữa. Thành ra có phải từ xưa, hồi xưa Việt Nam mình chơi bài là chơi bài tổ tôm hoặc là bài bài trắng á, quýnh trắng đó, thì người ta nói là vô sòng bài rồi là không có cha con nữa. Không có nghĩa là vì cha con tham tiền mà có bất chấp là không nhìn mặt cha con để mà sóc đĩa để mà ăn thua tiền bạc. Kính thưa quý vị, chơi trắng nó giống như chơi cờ tướng đó. Nó là có cái sự đấu trí, mặc dù là cũng chia bài nhưng mà có cái sự tính toán, lúc ăn, lúc không, lúc chặn, lúc nhường, ví dụ như vậy. Mà nếu mà giống như Khải nói, nếu mà chơi ngồi một cái tụ chơi trắng và 6-7 người mà con thì nhường cha, cháu thì sợ gì, em thì né anh, thì nó đâu còn vui nữa. Có nghĩa là lúc đó không còn là một cái game, không còn là một cuộc chơi là đúng chí vui vẻ, tạo cái sự mà hứng thú nữa. Mà nó giống như thằng cháu thì chắc chắn ngồi rúm không dám làm gì, thằng con thì coi như lúc nào cũng nhường, thằng em thì sợ sệt, thì coi như là ông nội chắc chắn lúc nào cũng thắng, bà cô anh cậu lại lúc nào là cũng thắng, thì đâu còn gì mà vui nữa. Bởi vậy người ta nói là vô chiếu bạc là không có anh cha con, giống như ở bên bên người Hoa người ta chơi cái gì mặt trượt, nó cũng là đấu trí. Mà đấu trí thì nếu mà đã có cái sự nể sợ nhường nhịn nhau thì nó đâu có còn vui. Bởi vậy người ta nói là vô sòng bài rồi, vô chiếu bạc rồi, không có cha con. Theo Khải nhìn ở cái hướng tích cực khoa học nó là như vậy. Thì trở lại giống như trong tòa án cũng vậy, khi mà luật sư ra tòa với nhau cùng hành nguyện luật sư, mà bữa nay thân chủ của tôi, đúng không ạ, là đối thủ của anh, nhưng mà tôi với anh là bạn, thì lúc ra tòa thì tôi với anh vẫn phải giống như đá banh với nhau, thì cũng phải hết sức ra chiêu để mà giành thắng thôi. Nhưng mà tòa đã xử xong rồi, bước chân ra ngoài là mình cởi, mình bỏ cái nón xuống, không còn là luật sư của cái người này nữa, không còn luật sư của người vợ, anh là luật sư của người chồng. Nhưng mà tòa đã xử xong rồi, cái phiên tòa này nó đã đóng sổ rồi, thì lúc đó tôi với anh là cởi bỏ cái vai trò là luật sư của hai cái người đó đi, tôi với anh tiếp tục là bạn. Thì cái đó là cho Khải muốn nói đến cái vấn đề thứ hai, chút nữa Khải mới nói là nó là thuộc về vấn đề ID, tức là cái vai trò, cái nón của mình, cái chức năng, cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm của mình trong từng thời, trong từng giai đoạn, trong từng thời kỳ, trong từng trường hợp, và cái con người, cái căn cước, cái vai trò, cái con người của mình nó tính mặt là toàn diện tổng thể cả cuộc đời. Ví dụ anh là luật sư, hay là anh là nhà đấu tranh, hay là anh là nhà văn, hay là anh là thẩm phán, hay là anh là kỹ sư, hay là anh là chủ tịch cộng đồng, ví dụ như vậy, nó có tính cách là suốt đời. Thì cái đó, cái vai trò nó lúc nào là khi mà anh trồng cái nón kia lên thì ở dưới nó vẫn là cái nón con người của anh. Nhưng mà ngược lại, có những lúc giống như Khải nói, hai cha con khi mà chấp nhận bắt đầu cuộc cờ, chơi cờ với nhau, thì lúc đó đội cái nón lên, con sẽ là đối thủ của ba, tao sẽ là đối thủ của mày. Hai người ngồi xuống cái bàn cờ tướng rồi thì đội cái nón lên là cầu thủ, đấu thủ chơi cờ tướng, thì nó mới vui, nó mới thú vị và nó mới đúng đắn. Chứ không thể nào ngồi vô bàn cờ tướng mà thằng con tiếp tục làm con thì làm sao mà dám ăn con xe của ông già. Thì lúc đó chơi làm khỉ gì nữa, dẹp khỏi chơi. Bởi vậy Khải mới nói là cái vấn đề, cái vai trò là tùy từng trường hợp. Và trở lại Khải mới nói cộng đồng mình ở trong cái vai trò cha mẹ, vai trò thẩm phán, vai trò cái người quyết định đó, đôi khi quý vị bị nhầm lẫn. Nhầm lẫn là như vậy, giống như Khải nói lúc đầu, giữa cái vấn đề là tranh cãi, tranh chấp, mâu thuẫn, thì đầu tiên hết chúng ta phải xác định cái mâu thuẫn này nó mang tính cách là nhỏ nhen, nó mang tính cách là cá nhân, nó chỉ là vô bổ, nó tào lao, nó sân si, nó không cần phải giải quyết.
giống như Khải nói, nếu mà Khải với một người nào đó trong cộng đồng mà cứ cãi với nhau phải mặc áo thun, thằng thì nó không phải mặc sơ mi, thằng thì nó phải mặc quần jean, thằng nó không phải mặc quần tây, thì những cái chuyện đó là những cái chuyện tranh chấp tào lao vô bổ, không cần phải giải quyết. Rồi giống như Khải nói, nhưng giả dụ trong lúc mà nó đã bắt thằng Khải nó theo đội đội A, ông Việt Di Chú mặc áo đội B, thì đã vô sân rồi là hai đứa đều phải là thi đấu để mà giành thắng với nhau. Thì trong cái bối cảnh, trong cái thời điểm đó thì quý vị cũng tùy theo phe nào thì ủng hộ phe đó nó mới vui. Nhưng mà không có nghĩa là vì như vậy mà hết trận đấu rồi, gọi là xong rồi, hết chơi rồi mà ra ngoài vẫn tiếp tục thù hận với nhau để mà lên án nhau. Thì nó là trở thành là mình không có gỡ cái nón của mình xuống, mình quên mất cái gì gọi là cái vai trò, nó gọi là appropriate, nó thích hợp, nó đòi hỏi cái giai đoạn nào, trong cái thời điểm nào, trong cái hoàn cảnh nào. Thì trở lại, Khải nói giả dụ cái gọi là mâu thuẫn tranh chấp của Khải với cái nhóm từ Trần Thái Văn, Nguyễn Quốc Lân, Trí Tạ, Charlie đến Tam Nhân Bang trong hội đồng thành phố, đến Nam Quan Tiến Dũng, ví dụ như vậy, thì Khải hy vọng quý vị trong vai trò là cư dân, đồng hương, cử tri, cha mẹ đi, gọi chung lại là cha mẹ, thì quý vị phải thấy được vấn đề khi nào mà hai đứa nó giành quà, hai đứa nó cãi kiểu con nít mà cứ cãi qua cãi lại. Thì Khải nói đúng, lúc đó cái người cha mẹ sáng suốt thì phải nói hai đứa, tụi bay là anh em, tụi bay phải biết nhường nhịn, thương yêu nhau. Thì mình giáo dục như vậy để từ từ sau này tụi nó lớn lên, tụi nó tiếp tục làm anh em hòa thuận, hiếu hòa để mà nương tựa giúp đỡ nhau, thì có đó là chuyện đúng. Nhưng mà giống như Khải nói, nếu mà bây giờ một thằng, giả dụ nó thằng em nó dành tiền ăn sáng, nó mua được món quà, nó mua con gà, nó mua con dế, mà thằng anh đi lấy cái món quà đó của nó, mà bây giờ thằng em nó đến mét quý vị, mà quý vị lại tiếp tục nói thôi anh em đừng có cãi nhau, tức là quý vị không giải quyết, quý vị cho rằng là phải dĩ hòa vi quý, quý vị không thèm tìm hiểu, quý vị nhất định không phân xử, không tìm hiểu sự việc, không cần biết chân tướng của sự việc, và nhất là rõ ràng là không có gọi là cái sự mà gọi là xử lý đó, tức là cái đứa làm sai phải bị kỷ luật, phải bị dạy dỗ, gọi là lên án, là không biết dùng từ la mắng hay là rầy, phải bị rầy. Còn cái đứa mà gọi là nạn nhân đó, thì nó giả dụ con dế của nó bị thằng anh lấy, nó nhỏ nó quýnh không lại, thì nó đi nó mét mình, thì mình phải bắt thằng anh trả con dế lại cho thằng em, mới gọi là công bằng, mới gọi là công đạo, mới gọi là hợp lý chứ. Làm sao mà thằng anh đi lấy con dế, anh cướp con dế của thằng em mà quý vị nói không trải nữa, thôi tiếp tục nói về thằng em là nạn nhân mất con dế, còn thằng anh là tự nhiên là được con dế mà không bị gọi là hậu quả gì hết, thì có nghĩa là quý vị dung dưỡng cho tội ác, tội ác là nói theo cái ấy, dung dưỡng cho những cái sai trái, và như vậy vô hình chung quý vị dạy hư cái thằng anh, để mà sau này nó cảm thấy là nó ỷ nó lớn, nó tiếp tục nó lấy giành quà của thằng em, và nó không bị la rầy, nó không chịu hậu quả, và khi mà thằng em đi mét cha mẹ thì cha mẹ không xử, thì như vậy là tiếp tục sau này cả cuộc đời nó sẽ lấn lướt thằng em không, là quý vị dạy hư thằng anh và dung dưỡng cho gọi là sai trái tội ác. Bởi vậy Khải mới nói cha mẹ, một người cha mẹ sáng suốt thì phải phân định được nặng nhẹ, lúc nào cần phải là khuyên nhủ con em của mình là thôi mấy đứa là chơi với nhau, đừng có cãi nhau, đừng có giành giật nhau, đừng có hơn thua nhau, thương yêu nhau, đùm bọc nhau, cái đó không có gì sai, nhưng mà tùy lúc. Hoặc là giả dụ bây giờ gặp thằng em cà chớn giống như Khải đi, bây giờ thằng anh nó đi làm rồi, nó có tiền, nó để nó mang, nó lãnh lương, nó mang tiền về để học tủ, cái mình vô mình thuộn tiền của nó, thì bây giờ thằng anh nó không quýnh mình được, thì bây giờ nó đi nói ba má, nói ủa sao ba má Khải nó ăn cắp tiền của con,
Thì cái quý vị là cha mẹ, quý vị có bổn phận phải tìm hiểu thực hư. Giống như Khải nói, một là khi mà trong nhà có máy quay phim quay ra thấy rõ ràng không phải là thằng Khải đào lấy, thì quý vị phải lôi thằng anh lại, nói con, Khải nó không lấy tiền của con, đây là hình ảnh như vậy nè. Thì quý vị mới là cha mẹ sáng suốt, chứ không thể nào cái chuyện gì cũng gạt qua một bên, nó thôi thôi thôi, con đi làm có tiền rồi, đừng hơi gây hấn. Nếu vậy hóa ra là thằng Khải nó tiếp tục tháng nào nó cũng vô, nó thục két, nó ăn cắp tiền của thằng anh á. Rồi quý vị lại tiếp tục nói thôi xí xóa đi, xí xóa đi à. Nếu vậy quý vị bao che dung dưỡng cho cái sai trái, cho tội ác. Thì trở lại vấn đề của cái cộng đồng, của cái hội đồng thành phố này cũng vậy. Một lần nữa Khải khẳng định những cái chuyện mà Khải tố cáo nó không có ở trong cái phạm trù gọi là cá nhân, gọi là ghen ăn tức ở, hoặc là chuyện tào lao, xàm xí, chuyện mà ganh tị, bôi nhỏ. Không phải như vậy. Bằng chứng là bây giờ tiểu bang người ta đang điều tra ông Andrew Đỗ, hội đồng giám sát có tăng lương bậy bạ hay không, có xà xẹo ngân sách hay không, có chia tiền của tiền ngân khố hay không. Mà những cái chuyện đó là tụi Khải đã thổi còi, đã cảnh báo đồng hương có liên quan đến cái hội đồng thành phố từ thời Thao La Diệp, từ thời Chí Tạ bán đất công viên rồi. Mà quý vị tiếp tục nè, tụi bay cái quý vị phải hiểu, giống như Khải nói, vận động tranh cử nó giống như cuộc đá banh mà hồi nãy Khải nói là Khải đá cho đội A, Việt Di Chú đá cho đội B. Đá banh xong rồi thì tụi tôi xong game, trong lúc đá có thể chơi ngán chân nhau, có thể tông nhau, có thể bể đầu sức chán. Nhưng mà tan cuộc rồi, còi thổi ván cuộc chơi rồi thì vẫn tiếp tục làm bạn. Thì mới gọi là những người trưởng thành, những người gọi là có tinh thần thể thao mới gọi là biết chơi chứ. Chứ còn mà đá xong thua một cái là thù hận suốt đời, không nhìn mặt nhau, thì những thằng đó đâu phải là cầu thủ, đâu có tinh thần thể thao. Thì trở lại, quý vị phải hiểu trong vấn đề vận động tranh cử cũng vậy. Trong lúc vận động thì mọi người đều có quyền sử dụng những cái chiêu trò để mà gọi là tung hô, để mà đánh bóng phe ta, dìm hàng phe địch. Nhưng mà giống như Khải nói, những người có đầu óc, những người có trí tuệ, những người mà trưởng thành professional, có tinh thần thượng tôn pháp luật, có hiểu biết, có tự trọng, có liêm sĩ, họ dấn thân họ tranh cử. Mặc dù trong lúc tranh cử, người Mỹ cũng vậy, họ bôi nhỏ nhau, họ dìm hàng nhau, họ tự tô son điểm phấn cho mình. Nhưng khi mà có kết quả rồi, gọi là vãn tuồng rồi, có gọi là bầu cử xong rồi, thì họ bắt tay nhau coi như xí xóa, bắt đầu chờ đến mùa tới. Nhưng quý vị thấy đến hôm nay có một số người đã bị ra tòa, Fox bị đền gần 1 tỷ đô la. Đó là những cái mà Khải nói nó không liên quan gì đến vận động tranh cử. Nó là những sai phạm, những tội ác, những sai phạm, những vi phạm pháp luật mà những cái cầu thủ, những cái thành viên tham gia cuộc chơi đã vi phạm trong lúc thi đấu. Giả dụ bây giờ cái mùa đá banh này mà vì Khải muốn thắng ông Việt Di Chú, Khải biết là cái ngày đó cái đội của ông sẽ thi đấu với tụi Khải, thì Khải đến nhà kho của họ, Khải là quăng thuốc chuột vô, hay là Khải bỏ độc vô đồ ăn của họ, hay là phá phách những cái dụng cụ của họ, hoặc là Khải đâm xì bánh xe ông Việt Di Chú để mà ông đến trễ, ông thi đấu trễ để mà tụi Khải thắng. Thì giống như Khải nói, cái game đó xong là cái xong cái game, chuyện nào ra chuyện đó, cái vấn đề thi đấu Khải không nói. Nhưng mà trong lúc để mà giành được chiến thắng, anh đã thực thi những cái hành vi phạm pháp, anh đã vi phạm pháp luật. Thì dù là đã game đã xong rồi, nhưng mà ông Việt Di Chú sau này ông về ông coi lại mấy quay phim, ông thấy ủa Khải đào đến đâm lụng bánh xe tôi, thành ra bữa đó xe tôi hư, tôi đến trễ.
thì ông có quyền ông ra tòa ông kiện chứ. Quý vị không thể nào nói game xong rồi thôi không gọi là không tính nữa. Hoặc là quý vị không thể nói tụi bay vì tranh hơn thua đá banh rồi bây giờ là cứ lôi nhau ra bêu xấu nhau ra. Không. Chuyện nào ra chuyện đó, trong lúc đá banh, trong lúc vận động tranh cử có quyền bôi nhọ nhau, nhưng mà nó phải có giới hạn, nó phải nằm trong cái khuôn khổ, trong cái phạm vi đó. Giống như Khải nói, những ứng cử viên, những vận động viên, những người mà vận động tranh cử ở dòng chính Hoa Kỳ, họ biết quy định pháp luật, khuôn khổ pháp luật, giới hạn những cái chuyện gì có thể làm là hợp pháp và những việc gì là phi pháp, kể cả trong lúc đang đảm nhiệm những cái chức vụ đó. Thành ra những lời tố cáo của Khải, một lần nữa Khải nói, những lời tố cáo của Khải và những người như Khải là không phải là vì là đang vận động tranh cử, đang ủng hộ phe này, đang chống đối phe kia mà tụi Khải đi thổi còi, đi tố cáo. Khải đã giải thích rất là nhiều lần, quý vị phải phân định được cái chuyện đó. Giống như trong lúc đang đá banh mà Khải cứ chỉ nói ông Việt Di Chú ông liệt vĩ rồi, ông chạy trước banh rồi, hoặc là ông Việt Di Chú ông tay ông đụng banh rồi. Đúng, trong lúc mà đang đá, đang thi đấu, Khải vẫn có quyền Khải bịa chuyện để mà Khải tìm cách Khải giành thắng chứ. Nhưng sau khi mà đã hết giờ rồi đó, mà nếu mà giống như Khải nói, ông Việt Di Chú ông về, ông có bằng chứng, ông thấy Khải vào trong tổng hành dinh của phe họ mà Khải bỏ thuốc độc hay là Khải phách dụng cụ, phá hoại dụng cụ của họ để họ không có tập luyện được, thì lúc đó là Khải vi phạm pháp luật. Lúc đó ông đi, ông tố Khải, ông tố cáo Khải, ông thưa Khải, thì quý vị phải xử chứ. Quý vị không thể nói cái giải là đã có kết quả xong rồi, thôi không tính nữa, thôi tụi bay dẹp đi, đi về làm chuyện khác đi, thôi anh em gọi là vui vẻ với nhau đi. Có nghĩa là quý vị dung túng cho tội ác. Cái mà Khải nói đây, quý vị phải phân biệt được là đây là những người này vì người ta quá hăng say, người ta là quá bị nó gọi là obsessed đó, bị gọi là bị cực đoan á, tức là hết giờ rồi, giải đã xong rồi, tức là đã có kết quả bầu cử rồi mà họ vẫn không cam lòng, họ vẫn tiếp tục họ đi, họ vận động, họ kêu gào, họ lưu loa. Thì đúng, quý vị có quyền nói thôi dẹp đi, bây giờ cái giải nó đã hết mùa rồi, giải nó đã có kết quả rồi, thôi tụi bay quên đi, lo chuyện khác đi. Thì đúng, cái đó là Khải nói, đó là nó nằm trong cái trường hợp mà hai đứa con mà đi cãi nhau những cái chuyện tào lao. Mấy đứa con nít thì các bạn biết mà, suốt ngày nó tranh giành đồ chơi, cãi nhau những cái chuyện tào lao. Thì đúng, những lúc đó cha mẹ là bắt tụi nó im, không có được gây lộn nữa, thì Khải đồng ý. Nhưng Khải đang nói đây, nếu mà trong cái trường hợp mà nó đã vượt qua cái chuyện đơn giản là tranh giành gấu ó giữa anh em với nhau, giữa những ứng cử viên, giữa những đối thủ với nhau, mà nó đã đến cái tình trạng là đã phạm pháp, đã có những cái hành động sai trái, người đúng người sai, đúng sai đây không phải là giành thắng, không phải là sân si, đúng sai đây là có một người đúng, có một người sai, có một người là bị nạn nhân, một người vi phạm pháp luật, một người đã gây tội ác. Thì quý vị có bổn phận phải truy tìm sự thật, truy cầu không phải cầu thị nữa, mà phải truy cầu, truy tìm bằng chứng để tìm ra sự thật thì nó mới công bằng chứ. Quý vị không thể lúc nào cũng nói là một câu nhịn chín câu lành, thôi về dẹp đi, thôi đừng tranh cãi nữa. Đúng ạ, thì giả dụ hai vợ chồng Khải nói xin lỗi, bây giờ mà cô vợ cô về cô mét nói là ba má ơi ảnh có bồ rồi này kia,
Thì nếu mà quý vị là cha mẹ đàng hoàng, quý vị phải tìm hiểu sự thật để coi là cô vợ này có vu oan cho anh chồng, hay là nếu mà anh chồng này là có tằng tiểu, thì quý vị, nếu mà quý vị là cái người nói là thôi bây giờ cũng không thích con vợ này, thôi ly dị nó đi, còn cứ cưới còn mới đi, thì đó là quyền của quý vị, phải không có ý kiến. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, đầu tiên hết là quý vị có bổn phận phải tìm hiểu sự thật để biết được chân tướng của sự việc, chứ không thể nhập nhằn gọi là trắng đen lẫn lộn, chính tà là nhập nhằn giống nhau, không thể như vậy được. Một đứa là nạn nhân, một đứa bị cướp đến báo quan. Ông quan không thể nói là thôi đồng hương với nhau thôi, cùng sống chung một làng thì nên vui vẻ hòa thuận với nhau thôi, đừng tranh cãi. Mẹ quan chó gì mà ngu vậy? Một người, người ta là nạn nhân, người ta đi tố cáo, thì mình có bổn phận là phải truy tìm sự thật. Chừng nào mà thấy vậy là mày bịa chuyện, mày ghét nó, mày bịa chuyện, mày nói nhảm, thì cũng nọc nó ra quýnh cho vài heo. Phạm tội là coi như nói láo, vu vạ. Nếu mà quý vị chứng minh được Khải vu vạ, quý vị cứ việc tẩy chay Khải, phỉ nhổ Khải, lên án Khải, Khải không, Khải cam tâm, Khải chấp nhận. Nhưng Khải không thể nào mà chấp nhận được. Nếu mà quý vị là nhập nhằng, quý vị nói là những người như Khải là coi như là gây phiền phức, là ồn ào, thôi im đi, sống hòa bình với nhau đi. Tại sao có thể suy nghĩ ngu dốt như vậy được? Có thể đánh đồng là sai, trái, thiện, ác, nạn nhân với những đứa thủ ác, mà là cho là thôi thôi, giống nhau hết, cùng một ruột, thôi thôi, sống hòa bình với nhau. Làm sao mà có thể suy nghĩ một cái lối suy nghĩ ngu đần dốt nát như vậy được? Cái đó không phải là dĩ hòa vi quý, cái đó là vô trách nhiệm, vô lương tâm, hèn nhát. Giống như con đà điểu mà rút đầu xuống cát, mũ ni che tai, không dám đối diện sự thật, không dám bảo vệ sự thật, thực thi công lý. Đúng, Chúa nói là đừng có phê phán. Phê phán đây là nếu mà ngày nào mình cũng đi soi mói, mình dè biểu, mình nhiếc móc đồng hương người khác, thì cái đó mình là người đáng lên án. Nhưng mà ngược lại, nếu mà quý vị tưởng tượng xã hội này mà những thằng ăn cắp, những kẻ hiếp dâm, những đứa giết người đều được xí giá rồi, mình cũng chẳng tốt gì hơn nó. Thôi thôi, kệ thôi, để Chúa phán xét, chứ mình đừng nên bắt nó, đừng nên đưa nó ra tòa, không cần bỏ tù nó, thì xã hội nó loạn à. Có nghĩa là chuyện nào ra chuyện đó, tùy cái hoàn cảnh, tùy cái sự việc, tùy cái mức độ. Chứ không thể nào mà nói thôi chỉ có Thiên Chúa mới có quyền phán xét, còn loài người thì không được phán xét nhau. Ủa nó bị tù làm gì? Tại sao mà phải có tù, có tòa án? Tại sao phải xử tù người này, xử tù người kia? Đúng, không phán xét đây là đừng có cái chuyện gì mà cũng nhiếc móc nhau, cũng soi mói, cũng dè biểu, cũng sân si, thì có đó đúng. Có nghĩa là mình nên giới hạn những cái chuyện đó. Nhưng mà khi mà vượt qua cái giới hạn đó, có những cái lằn ranh á, thì lúc đó không còn là sân si, lúc đó không còn là vấn đề mà gọi là nhiếc móc, mà sân si, mà cãi cọ đuôi co nữa. Bởi vì Khải nói đây là cuộc chiến tranh giữa thiện và ác, chính tà bất lưỡng lập. Tức là một bên, những cái đứa nó đã bị corrupted, nó đã bị tha hóa, nó đã vi phạm pháp luật, nó đã xà xẹo ngân sách, nó đã corrupt, nó đã là lợi dụng chức vụ để làm những cái chuyện để mà trục lợi, là vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức. Thì nếu mà không đưa nó ra tòa, không xử tù được, thì ít nhất nếu mà quý vị có bổn phận phải tìm hiểu sự thật, nếu mà thật sự đúng như những gì Khải tố cáo, hoặc là những người như bà Kim Ly Hồ ví dụ như vậy, thì quý vị có bổn phận phải ngưng, không có bỏ phiếu cho tụi nó nữa. Chứ không thể nào bịt mắt bịt tai, muốn đi cho ta thôi đừng cãi nhau nữa. Như vậy là quý vị là những con bò, những bậc cha mẹ, những bậc trưởng thượng, đồng hương vô trách nhiệm, vô lương tâm, không phân biệt được đúng sai, chính tà, làm sao dạy được con, không xứng đáng làm người, chỉ có xứng đáng làm bò thôi, để cho tụi nó lùa gà, tụi nó dẫn dắt thôi. Dạ vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Khải xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Và giống như Khải nói là ít nhất nói gì thì cũng phải ở cái khuôn khổ, khi mà Khải lớn tiếng như vậy,
là Khải chỉ muốn nói đến những người cho đến giờ này giống như Trần Đào, Nhật Linh, cho đến giờ này vẫn còn binh vực, vẫn còn bao che, vẫn còn tung hô cái đám mà dân cử cuội này, ma mị đồng hương, khuynh loát truyền thông để mà lường gạt cử tri, để mà kiếm chức kiếm quyền, để mà trục lợi, để mà vinh thân phì gia. Còn những nạn nhân của họ, đồng hương thì cử tri thiệt hại, không dám có ý kiến, không dám lên án ai hết, không dám chửi bới ai hết. Tại vì đó là cái quyền quyết định của quý vị. Khải chỉ lên tiếng để hy vọng quý vị bỏ thời gian, quý vị tìm hiểu thêm thôi. Khi mà Khải chửi bò đây á, là chỉ là một thiểu số rất ít những kẻ mà tính trên mạng bây giờ gọi là fan cuồng đó. Những người mà coi như là bây giờ vẫn còn mà đi mà bao che binh vực cho cái đám này, rồi chửi bới những cái người khác như Khải. Dạ, thì một lần nữa Khải sẽ cố gắng, nó gọi là tone down, tức là từ từ mình nói năng nó có chừng mực để mà tránh gây cái sự ngộ nhận hiểu lầm. Giống như Khải giải thích là Khải không có phải là theo phe này chống phe kia, ăn tiền nhận tiền để mà chửi người này chửi người nọ. Cái việc làm của Khải chỉ là cái nó gọi là whistleblower, những người mà cái mỏ tố cáo những cái sai trái, những cái bất cập, kể cả tội ác, những cái vi phạm của những người mà dân cử, những người lãnh đạo cộng đồng, những người gọi là có máu mặt, nhân danh cộng đồng, nhân danh gọi là chính nghĩa để mà quyên tiền, để mà kiếm phiếu, để mà hô hào sắc động đồng hương. Thì Khải tự cho Khải, Khải tự muốn, cái đó là chuyện Khải muốn làm thôi, chứ không ai khiến, không ai trả tiền, cũng không ai ủy nhiệm cho Khải làm hết. Nhưng mà nói chung cái việc làm của Khải nó hoàn toàn, nó rất là vô tư. Nó xuất phát từ cái chuyện mà thấy chuyện bất bình thì mình lên tiếng thôi. Nhưng mà đúng, Khải cũng không nên gọi là quá hung hăng, không có quyền để mà dùng những từ ngữ quá nặng nề để mà mạt sát những người gọi là bị Khải lên án. Thì Khải sẽ từ từ cố gắng, từ từ là bớt lại những cái ngôn từ, những cái gọi là những cái sự hung hăng đó. Nhưng mà một lần nữa Khải muốn xác minh là Khải không có thuộc phe nào hết. Khải không có cái ý đồ, cái mục đích để mà đi tấn công, để mà triệt tiêu, để mà bôi nhọ ai hết. Chẳng qua là cái cách thể hiện của Khải nó như vậy thôi. Cũng như Khải không bao giờ dám xúc phạm đồng hương, không bao giờ mà chửi đồng hương là ngu, cho đồng hương là không biết bằng mình. Chẳng qua là họ không có thời gian, họ tìm hiểu, họ không quan tâm. Thì Khải chỉ kêu gọi mọi người nên cố gắng bỏ thêm thời gian, và quan trọng hơn hết là phải quan tâm đến cái vấn đề này. Và giống như Khải nói, đừng có nghĩ đây là cái sự mà đấu đá giữa phe này nhóm kia để mà vận động tranh cử, để mà bôi nhọ nhau. Người nào Khải không biết, chứ Khải không có nằm trong cái thành phần đó. Không có phải vì vấn đề tranh cử ủng hộ phe này chống phe kia mà Khải thổi còi, Khải tố cáo những cái người mà bị Khải tố cáo. Thành ra Khải chỉ hy vọng quý vị nhìn sự việc giống như là bắt gọi là đá bóng chứ không đá người đó. Quý vị cứ việc tìm hiểu, xác minh, phối kiểm những cái thông tin, những cái tài liệu, những lời tố cáo của Khải, xem Khải nói đúng hay sai, nói thật hay nói dối. Những cái tài liệu thông tin của Khải là nó là có hay là không, Khải có bao giờ đặt điều bị chuyện hay không. Còn cái chuyện mà Khải gọi là thoá mạ hay Khải lên án đó, mới nhìn thì nó có vẻ giống như là một cái phe, những cái người mà đang cũng là đang chửi bới cái mà những người bị Khải lên tiếng lên án. Nhưng mà không có nghĩa là Khải cùng phe với những người kia để mà Khải cũng làm cái việc giống như họ, là vì khác phe mà suốt ngày chửi nhau. Khải không có phải là như vậy. Thành ra Khải, và Khải biết một số người cũng không phải là như vậy. Thành ra quý vị đừng có bao giờ đánh đồng những người như Khải mà cho rằng là mấy cái thằng này, cái đám này chỉ là phe này mà tấn công chửi bới phe kia, mà giành phiếu, giành cơm, giành view, giành tiền, giành quyền lợi. Ngoài cái vấn đề là sai, thì nãy Khải dùng cái từ cái đó rất là vô lương tâm, thiếu trách nhiệm. Trách nhiệm của một đồng hương, của một cư dân, của một người công dân
Và nói chung là một người, một con người phải có trách nhiệm đối với sự thật và công đạo. Có nghĩa là mình đi đánh đồng, mình gom chung thiện ác vô một rổ, nạn nhân với cái thủ phạm, những kẻ thủ ác với nạn nhân, mà quý vị lại gom vô chung một rổ, quý vị nói làm sao mà thôi được. Nạn nhân phải được bảo vệ, phải được bồi thường, kẻ thủ ác phải bị trừng trị. Chứ không thể nào có cái chuyện mà nạn nhân với thủ phạm mà quý vị gom vô một rổ và quý vị nói thôi bắt tay nhau đi. Tào lao, quý vị mới là những cái kẻ tào lao. Và Khải nói quý vị đây là những cái người cho đến giờ phút này vẫn còn to miệng, gọi là chụp mũ vu khống cho những người như Khải, là đang tấn công những cái thần tượng của họ hay là con gà của họ, là vì Khải là phe này phe kia, Khải nhận tiền, Khải tấn công. Đó là những kẻ vô liêm sỉ, những kẻ mà đê tiện, suy bụng họ ra bụng người khác, tưởng rằng ai cũng nhận tiền nói láo như họ. Khải không thể nói láo được, cả đời Khải đương nhiên có những lúc đôi khi mình phải nói láo, nhưng mà Khải bảo đảm với quý vị, đếm trên đầu ngón tay, không bao giờ Khải nói láo, trừ trường hợp bất đắc dĩ, thà là Khải không nói láo. Còn Khải biết có người Việt Nam mình có cái lạm dụng cái nói là lời nói không mất tiền mua, thành ra đụng chuyện gì cứ lựa lời mà có lời là nói, thành ra cái lời nói của họ nó gà đuối với họ, là cái chuyện thật giả nó không là nó không có ranh giới, không có lằn ranh, thành ra họ nghĩ ai cũng giống như họ, giống như tụi Nam Quan, nó muốn nói gì nói à, nó không có bất chấp sự thật, nó không có gọi là lương tri, không có đạo đức, không sợ trời Phật, không sợ nghiệp quả gì hết á, nó muốn nói gì nó nói, cứ đưa giấy viết cho nó kêu nó nói cái gì nó là nó nói cái đó, nó không sợ bất cần, không biết ngượng miệng, không biết xấu hổ. Khải thì không làm như vậy được. Và Khải biết những người lớn lên ở Hoa Kỳ đã thấm nhuần, đã học được những cái giá trị ở những xã hội văn minh dân chủ, họ cũng không nói láo được. Tại vì nói láo như vậy là mình tự phỉ nhổ mình, tự làm nhục mình. Không ai mà có người có lương tri, có liêm sỉ mà đi nói láo hết á. Chỉ có những cái đứa mà đê tiện, những cái đứa mà như tiểu nhân đê tiện, những đứa sâu bọ lên làm người chó nhảy bằng độc, nó không có lương tri, không có liêm sỉ, nó mới suốt ngày nói láo thôi. Còn giống như Khải nói, đương nhiên có những lúc tiếng Anh nó gọi là white lies, là đôi lúc có những cái giả dụ người ta nói là ăn chưa, thì mình nói tôi mới ăn rồi. Hoặc là người ta nói em mặc áo này đẹp không, em là lúc nào cũng đẹp, ví dụ như vậy. Thì cái những lời nói láo đó nó không có cái gì mà bị mà mình phải gọi là lên án những cái lời nói láo đó. Nhưng mà nói dựng chuyện, bịa đặt, nói sai sự thật để mà kiếm phiếu, kiếm cơm, kiếm ghế, kiếm chức, kiếm quyền, thì cái chuyện đó tuyệt đối không bao giờ Khải làm. Mà chỉ có những cái đứa vô lương tâm, vô đạo đức, vô liêm sỉ, những cái đứa khốn nạn như vậy mà đang bị Khải lên án, là suốt ngày tụi nó không biết nói sự thật, không biết tôn trọng sự thật, và nó sử dụng những cái đám âm binh tay sai còn tệ mạt hơn tụi nó nữa, không biết sự thật là cái gì luôn, là nói cái gì mà có lợi là tụi nó nói thôi, thành ra mới làm những cái vai trò là âm binh chửi mướn được. Đó là cái vai trò mà Nam Quan trước đây mà đi làm chửi mướn cho Chí Tạ, cho Charlie, để mà sau này được thưởng cái công trở thành nghị viên của hội đồng thành phố. Thành ra tụi nó tưởng ai cũng nói láo như tụi nó. Bởi vậy Khải nói nếu mà quý vị đánh đồng những cái thằng nói láo với những người mà dám nói lên sự thật, mà quý vị cho rằng là thôi tụi bay đừng cãi nhau nữa, thì Khải rất là thất vọng. Không những Khải xem thường quý vị, mà hậu thế con em của quý vị, lịch sử cũng rất là khinh thường quý vị. Nếu mà quý vị tiếp tục dung túng, tiếp tục bao che, tiếp
xuôi miệt ấy ghé dì thăm. Bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em ăn tô bún cá chứa chan tình người. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070. Bún riêu nóng hổi, ai mời mình ăn đây ta? Lan Anh Kitchen xin mời một tô bún riêu, cà chua sốt chín, đậu hũ rau xanh đậm đà màu riêu, được ăn được nói được gọi đem về, bún riêu thơm ngon đậm đà. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070. Ai xuôi miệt ấy ghé dì thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em ăn tô bún cá chứa chan tình người. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070. Thương nhau múc chén chè xanh, làm tô mì Quảng em mời chị ăn liền. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070. Bún riêu nóng hổi, ai mời mình ăn đây ta? Lan Anh Kitchen xin mời một tô bún riêu, cà chua sốt chín, đậu hũ rau xanh đậm đà màu riêu, được ăn được nói được gọi đem về, bún riêu thơm ngon đậm đà. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070. Ai xuôi miệt ấy ghé dì thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em ăn tô bún cá chứa chan tình người. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070.